Với diện tích trang trại rộng 30 hecta, chị Hân đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để trồng nhiều giống cây ăn trái độc lạ, không đâu có được, trong đó có loại nho Nhật, giống nho mẫu đơn và giống nho móng tay. Theo chị Hân, ở nước ngoài, những loại nho này có giá vài triệu đồng một kg, nhưng khi chị trồng thành công ở Việt Nam, thì chị cung cấp cho siêu thị Nhật giá chỉ từ 400 cho đến 500 ngàn đồng một kg. Vườn nho cũng là điểm nhấn khiến nhiều du khách thích thú khi đến điểm sinh thái vườn Khải Farm của chị Hân. Khi mà đến đây thì cũng bất ngờ vì là mình thấy cái vườn nho nó thực tế quá. Mà mình cứ nghĩ là ở ngoài Bình Thuận này mới trồng được thôi, mà không ngờ các bạn thay đổi và chuyển cái vườn nho về tới Long Thành như thế này thì mình thấy là rất là hay. Được đưa các con đến là hưởng thụ cái mùa hè. Mình cũng mong là ở Long Thành mình phát triển được nhiều farm như thế này để cho các con mình trải nghiệm. Trong Khải Farm còn có nhiều loại trái cây độc lạ khác cũng khiến du khách mê mẩn như chôm chôm ruột vàng, mít ruột đỏ, mít sầu riêng. Tất cả những trái cây, rau củ trong trang trại đều được canh tác theo quy trình kỹ thuật của Nhật Bản. Kỹ lưỡng từ khâu kiểm tra mẫu đất, mẫu nước đến việc diệt sâu bọ đều dùng các chế phẩm sinh học. Hôm nay mình đến cái khu vườn của Đồng Nai đúng không? Và mình thấy cây trái với lại sạch, mình ăn thì cảm thấy nó tự tin cho mình hơn. Với lại ở đây rất là thoáng mát với lại rộng rãi, thấy ngon và cảm thấy tự tin hơn với lại cái hàng ở ngoài chợ hoặc là gì đó. Thì mình cảm thấy vô đây mình cảm thấy thích thú. Đồng thời mở rộng thêm cái mô hình về trồng rau, thêm trồng rau củ quả xen kẽ với các vườn trái cây để cho các em được trải nghiệm tới đây như là bắt cá này, trồng cây, trồng rau này, rồi dạy cho các em cách chèo thuyền. Những cái tới đây sẽ có những cái chiếc thuyền nhỏ dành cho sẽ hướng dẫn cho mấy em để biết cái cách chèo thuyền. Với mong muốn để khách đến với vườn trái cây vui chơi giải trí, thưởng thức những món trái cây tươi, ẩm thực không đụng hàng và để du khách có thể trải nghiệm làm nông dân khi trực tiếp tham gia các hoạt động trồng trọt, thu hái chế biến, thì chị Hân sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều giống cây rau chất lượng cao ở trong và ngoài nước về trồng ở Khải Farm trong thời gian tới.